Thưa quý vị và bà con, tại xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, từ khi xây dựng nông thôn mới, các cấp chính quyền và người dân nơi đây đã cùng chung tay để xây dựng hệ thống công trình kênh mương nội đồng. Nhờ đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân giảm được sức lao động trong sản xuất hoa màu. Từ đó bộ mặt làng quê đã thay ra đổi thịt từng ngày. Làng quê hôm nay đã đổi khác. Đến với xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, ai cũng sẽ ngạc nhiên về một màu xanh của hoa màu được trải dài trên khắp các cánh đồng. Lúc nó thôn mới phấn khởi, thích lắm, tất cả về bà con tưới như thế này, là về tận ruộng này tưới là phấn khởi lắm rồi. Những gánh nước hôm nay chỉ còn dành để phục vụ cho một số loại cây trồng đặc hữu, còn mọi hoạt động tưới tiêu trên cánh đồng sâu màu rộng lớn đều được bà con nông dân gửi gắm qua những vòi tưới tự tiết kiệm được lắp đặt một cách ngay ngắn, khoa học, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất cho đất và cây trồng. Nếu như trước đây chưa có nông thôn mới, những diện tích đất này cằn cỗi, kém hiệu quả. Sau gần 10 năm về đích nông thôn mới, vùng đất nơi đây đã thay ra đổi thịt theo từng năm tháng. Có được sự thành công đó là nhờ vào việc đầu tư các công trình thủy lợi kênh mương nội đồng. Lúc đấy chưa có nước tưới thì đất đai thì chúng tôi làm vất vả lắm. Cây cối nó chậm chạp mà bị nhiễm khuẩn này, sâu đất này. Cho nên cây cối nó không thể phát triển được. Giờ nhờ cả Đảng với Chính phủ có nước sạch này thì cây cối nên tốt tươi và nhanh chóng, tôi bán thể không kịp được. Tham gia trực tiếp là người dân, được thụ hưởng cũng là người dân. Theo ông Nguyễn Văn Định, nếu trước đây để tưới 5 sào hoa màu thì gia đình ông phải cần từ 5 đến 7 lao động. Giờ đây chỉ cần với 2 lao động là gia đình ông đã đảm bảo việc tưới tiêu cho tất cả các diện tích hoa màu. Vừa cắt giảm được nhân lực, vừa tiết kiệm được chi phí, người dân lợi đơn lợi kép. Trước dăm 7 người, giờ làm chỉ có 2 người thôi là sẽ đảm bảo được cái diện tích như thế. Và cái thời gian thu hoạch cũng đảm bảo được cái kinh tế gia đình. Nước nó sạch thì nó đỡ cái thuốc sâu, thuốc trừ sâu. Và hai nữa là cái môi trường nó cũng sạch và cái rau ăn nó cũng an toàn. Thế là đất thì nó xốp. Để niềm vui của người dân được trọn vẹn như ngày hôm nay, phải kể đến công trình tưới nước áp lực cho trên 100 hecta được đầu tư trong giai đoạn 2015-2018 trong chương trình phát triển nông thôn mới. Các kênh mương được bê tông hóa thay thế những hệ thống kênh mương bằng đất. Công trình đã giúp giải quyết khâu tưới tiêu cho hàng trăm hộ dân, làm thay đổi nhận thức của người nông dân trong việc sử dụng và quản lý nguồn nước. Đất đai thông thoáng, hoa màu cấp đủ nước, sản lượng tăng, thu nhập của người dân cũng vì thế mà được tăng lên rõ rệt. Giúp cho người nông dân chúng tôi là không phải gánh cầu, mà nước đến tận ruộng. Cứ thế là cắm lên là tưới. Thấy thích, nhàn, đỡ vất vả hơn trước. Xã Phạm Kha hiện có hơn 288 hecta diện tích đất nông nghiệp, trong đó có 162 hecta là sản xuất chuyên canh hoa màu. Với hơn 2.000 hộ dân trồng rau màu thì có tới trên 90% hộ dân được tiếp cận hệ thống tưới nước tự động. Vụ thu đông này, niềm vui phấn khởi đến với bà con nông dân xã Phạm Kha khi thu nhập từ những cánh đồng rau màu gấp từ 2,5 lần so với vụ hè thu. Giá trị xuất khẩu từ 400 đến 450 triệu đồng trên 1 hecta. Những con số có thể là không tưởng đối với người nông dân trước kia. Quan trọng nhất, môi trường nông thôn được giữ gìn, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của những cánh đồng rau xanh mát. Khi mà cây màu đảm bảo được cái nguồn nước thì từ đất cũng sẽ thông thoáng lên, cây màu có đủ nước thì phát triển rất là xanh tốt. Mà từ đó thì báo cáo chính là cái sản lượng cây rau màu trên một đơn vị diện tích thì được tăng lên rất là nhiều. Nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng đồng bộ hệ thống thủy lợi được xem là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các xã trong huyện. Xây dựng nông thôn mới đem lại quyền lợi người dân, và trong thời gian qua thì đối với huyện Thanh Miện đã triển khai ở tất cả các địa phương, và cái này người dân đã được hưởng lợi và nắm được. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là duy trì cái việc chất lượng của xây dựng nông thôn mới và tiếp tục là nâng cao các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì cái việc mà giữa nhà nước và nhân dân cùng làm thì chúng tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền về cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, đặc biệt là những cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu. Sự chung tay của chính quyền các cấp của tỉnh Hải Dương cùng sự đồng lòng chung sức của bà con nông dân trong xây dựng nông thôn mới,
các tuyến kênh nội đồng này có vai trò rất quan trọng giúp nông nghiệp xã Phạm Khà ngày càng phát triển bền vững hơn. Mô hình này thì nó giúp cho cái việc chuyển đổi giữa việc là cấp nước, lấy nước tưới từ các cái kênh hở mà gây ra cái hiện tượng là lãng phí và lãng phí nước ấy, và tốn rất nhiều công sức của người nông dân trong việc lấy nước để tưới và chăm sóc rau, thì chuyển sang một cái mô hình là tưới chủ động bằng đường ống. Khi tưới chủ động bằng đường ống như vậy thì sẽ giảm cái chi phí tưới, đồng thời tiết kiệm nước và giảm cái công sức lao động của người dân đi rất là nhiều, và nhờ đó mà tạo nên cái hiệu quả rất là tích cực. Với việc xây dựng hệ thống tưới nước áp lực đồng bộ trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại xã Phạm Khà đã giúp cho người dân có động lực để mở rộng diện tích canh tác rau màu, từ đó giúp khai thác tối đa công suất kênh mương nội đồng, đem lại sự ổn định phát triển trong đời sống kinh tế xã hội cho vùng quê nơi đây. Thưa quý vị, qua phóng sự bộ mặt làng quê thay ra đổi thịt nhờ có hệ thống kênh mương nội đồng đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hệ thống kênh mương nội đồng trong xây dựng nông thôn mới. Phóng sự của báo Nông nghiệp Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.